Thị trường chứng khoán quá là khắc nghiệt, đúng ạ. Thì hôm nay thị trường chung của chúng ta nhìn chung là cái biên độ nó giảm điểm cũng gần 22 điểm, tương đương với 2,2%. Nó cũng giống với cái biên độ giảm điểm của ngày hôm thứ sáu vừa rồi, cũng 2,2%. Tuy nhiên là ngày hôm nay có là có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó có những cái tín hiệu nó sàn. Thì hôm nay tổng cộng trên VN-Index của chúng ta có 136 mã sàn. Thì đặc biệt là đến từ những cái nhóm ngành mà em cũng có cập nhật với anh chị mình rồi á, là những cái nhóm ngành mà nó liên quan đến những cái vấn đề về mặt trái phiếu, hoặc là những cái nhóm ngành mà nó hết những cái chu kỳ, hay là nó đang có những cái trạng thái mà nó chịu ảnh hưởng, chịu tác động bởi những cái chính sách bối cảnh vĩ mô đấy, nó đang bị bất lợi bởi những cái chính sách giống như là lãi suất tăng, giống như là tỷ giá đấy, nên là nó làm cho cái nhóm ngành nó có những cái tín hiệu nó rất là tiêu cực. Những cái nhóm ngành giống như là nhóm ngành trái những cái mà cổ phiếu nó liên quan đến trái phiếu đi, thì nó cũng có những cái tín hiệu nó phọt sale. Thì hai ông lớn, nếu mà anh chị mình nhìn qua cái chỉ số VN30 của chúng ta, thì hai ông lớn của thị trường mà thuộc nhóm ngành bất động sản á, chính là con Novaland này, với lại cái con thứ hai là con Phát Đạt. Là hai con này là nó bị áp lực. Thứ nhất là nó bị áp lực bởi những các công ty chứng khoán người ta bán chạy chấp. Tại vì sao? Tại vì hai cái công ty này là hai cái công ty mà thế gọi là có những cái khoản vay tài chính nhưng mà thế chấp bởi cái số lượng cổ phiếu đấy, nên là khi mà một cái yếu tố rủi ro thì các công ty người ta cũng bắt đầu người ta giải chấp để mà người ta thu những cái khoản tiền về. Cái thứ hai là những cái mà cổ phiếu bất động sản tiếp theo là mà cổ phiếu của DG đấy, thì ông chủ tịch cũng bị bán phòng sale đấy, nên là nó đã ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với cái dòng. Nên là chị mình nhìn qua cái nhóm ngành bất động sản ngày hôm nay này, nó sàn rất là la liệt đấy, hầu như là con nào cũng sàn đấy, sàn 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 rất là nhiều. Hay là những cái nhóm ngành giống như là nhóm ngành thép đi cũng sàn. Đó là những cái nhóm ngành mà nó qua những cái gọi là cái thời điểm hưởng lợi, và đặc biệt là hiện tại cái bối cảnh vĩ mô đối với các nhóm ngành sản xuất đó, nó đang bị bất lợi rất là nhiều. Tại vì cái chính sách gọi là lãi suất tăng này, nó gánh thêm một cái phần lãi vay. Cái thứ hai là cái tỷ giá đấy, khi mà cái tỷ giá nó có những cái sự chênh lệch á, thì nó làm cho cái biên lợi nhuận gộp của các nhóm ngành sản xuất nó bị ảnh hưởng anh chị ha. Theo là nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành mà khi mà nó có những cái biên độ tăng, đấy, biên độ tăng giống như là con HCM này, nó biên độ tăng nó về là những cái vùng kháng cự, thì cũng có những cái điểm cơ cấu giống như là trong cái đợt trước đây, cái đợt trước ngày 1 tháng 11 nè, em cũng có cập nhật qua cái room khách hàng của mình, hay là cái room cộng đồng của mình, hay là trên cái kênh YouTube này của mình, là các mã cổ phiếu này, những cái mã cổ phiếu nào chạy được nhịp tốt về cái vùng kháng cự, hoặc là mà nó có những cái tín hiệu nó mơ gáp áp lực sẽ lớn, nên là mình cứ tung tụ để mà mình hạ ra khi mà nó về những cái vùng kháng cự đấy, các mã cổ gọi là với những cái mã cổ phiếu thuộc dạng tăng sâu anh chị ha. Thì các form cổ phiếu này gọi là chạy khỏe thì nhịp như này này, mình chờ những cái điểm tích lũy trở lại. Còn bản chất là đối với một cái mã cổ phiếu mà nó về là những cái điểm kháng cự mà nó có những cái tín hiệu nó mơ gáp như thế này đấy, không phải là những cái điểm để cho anh chị mình mua, mà đấy nó mới là những cái điểm để cho mình cơ cấu ra anh chị ha. Còn cái việc mà mơ gáp mà vùng kháng cự sẽ gặp áp lực rất là lớn trong ngắn hạn, đấy là những cái điểm mà để cho anh chị mình cơ cấu. Hay là những cái viên mà trong phiên sáng nay em cũng có đi qua mình cập nhật về một vài cái tình hình về mặt thị trường, là kết thúc tuần trước là thị trường có những cái tín hiệu rút chân, nhưng mà đa phần đến từ cái việc mà cơ cấu quỹ, nên là cái khối lượng khớp lệnh trong phiên ETC khá là lớn, và chủ đạo là đối với cái nhóm ngành ngân hàng. Thì cái yếu tố rút chân đến từ một vài cái mã cổ phiếu mà nó không chịu tác động bởi những cái yếu tố về mặt trái phiếu, có công CTG, có BID, hay là nhóm ngành trụ thì có công Vinamilk. Thì đối với thị trường của chúng ta hiện tại á, chỉ có một cái mã cổ phiếu mà Vinamilk thôi là nó gọi là nó có một cái xu hướng nó đi ngược lại cái xu hướng về mặt thị trường. Còn bản chất những cái mã cổ phiếu khác thì đa phần nó có những cái tín hiệu nó gặp áp lực, hay là nó gọi là nó thuộc những cái dạng gọi là nó từ những cái vùng kênh dưới đi lên anh chị ha. Còn những cái mã cổ phiếu mà thuộc dạng giống như là thép này là qua chu kỳ này, bất động sản này ảnh hưởng trái phiếu này, đạm bán lẻ thủy sản là qua cái chu kỳ này, đấy xu hướng thùng đáy, nên là đi nên là cái việc mà các cổ phiếu này nó sẽ khá là yếu, mà nó sẽ cần có những khoảng thời gian khá là lâu để mà nó đỡ cung, nó tạo ra những cái nhịp tích lũy cho những cái nhịp độ mới anh chị ha. Thì hai cái mã cổ phiếu tiêu cực nhất thị trường gọi là tuần trước là có mã cổ phiếu của Phát Đạt và mã cổ phiếu của Novaland, đã thuộc những cái nhóm ngành bỏ cung, lượng hàng trôi nổi bên ngoài ít, nên là khi mà một khi mà các công ty chứng khoán á, người ta có những cái tín hiệu người ta short sale đó, nên là nó gây tiêu cực, nên là nó không đủ những cái lượng cầu để mà nó đối ứng đối với cổ phiếu, nên là nó làm cho cổ phiếu nó bịt cung trong hai cái phiên ngày hôm nay. Nên là cái áp lực nó cứ càng ngày nó càng lớn dần, nó áp lực càng lớn dần mà nó sẽ bắt đầu nó gọi là nó lan tỏa qua các gọi là các mà cổ phiếu khác, các nhóm ngành khác, nó chồng chéo lên nhau, nó làm cho thị trường của chúng ta rất là tiêu cực trong cái phiên ngày gọi là trong cái phiên trả điểm ngày hôm nay, thậm chí là trong cái những cái phiên tiếp theo. Với những cái áp lực như thế này, vẫn các mã cổ phiếu vẫn chất sàn như thế này, thì cái áp lực short sale nó vẫn còn sẽ tiếp diễn trong một vài phiên sắp tới anh chị ha.
Nên là đối với những cái nhóm ngành banh này thì em chỉ ưu tiên những cái mã cổ phiếu giống như là CTG, BID đó. Đấy, những cái mã cổ phiếu đa phần là những cái thuộc dạng banh quốc doanh, hay là nhóm ngành trụ có Vinamilk, có BVH, hay là nhóm ngành dầu khí này. Nó cũng là những cái nhóm ngành mà nó giữ nhịp, nó chưa thùng đáy. Yếu tố rút chân thì nếu mà nó tạo thành một cái mẫu hình ba đáy, nó chờ những điểm xác nhận á, thì mình sẽ đánh cho những cái nhịp sau anh chị ha. Thì thị trường volume hiện tại này đang chịu tác động lớn bởi mặt cơ cấu quỹ, nên là khả năng sáng này nó sẽ có những cái tiền nó trả điểm. Và cái thường cái xu hướng gọi là xu hướng volume lớn á, rút chân với volume lớn thì thường xuống thị trường nó sẽ có những cái nhịp nó test lại. Thì cái vùng đáy cũ là khoảng vùng 975, mà nếu mà nó tốt á, thì những này nó lên khoảng vùng 1025, nó cũng sẽ có những cái yếu tố điều chỉnh thôi anh chị ha. Đấy, nên là cái thị trường hiện tại là một thị trường nó thiếu đi rất là nhiều những cái lượng cầu. Và nếu mà anh chị mình nhìn qua xem nhìn xem qua cái thị trường của chúng ta là cái volume ngày hôm cái phiên thứ sáu vừa rồi là có những cái tín hiệu rút chân volume lớn, thì em cũng có nêu ra cho anh chị mình về một vài cái ví dụ á, là khi mà nó rút chân với volume lớn thì thường cổ phiếu nó sẽ test lại anh chị ạ. À, đây là cái phiên như thế này này, rút chân volume lớn này thì thường cái xu hướng cổ phiếu á, nó sẽ có những cái quá trình dũ tiếp để mà nó kiểm tra cái lượng cung cầu. Thì sau một cái quá trình trúng dũ này, nó tạo ra những cái phiên nỗ lực hồi phục, sau đó nó phải đạt được những điểm cân bằng, đạt được những điểm tích lũy cản cung trở lại, siết dần cái lực biên đấy. Tại vì cái bản chất nó phải siết biên, tại vì lúc mà nó siết biên á, nó sẽ thể hiện cho cái vấn đề là cái cung cầu nó đang gặp nhau, chứ còn bản chất mà biên độ lỏng lẻo thì cổ phiếu nó rất là khó để lên ngay được anh chị ha. Tại vì biên độ lỏng là chứng tỏ cho cái vùng đó là một cái vùng tâm lý, thì sau đó nó mới tạo ra được một cái nhịp tăng đấy anh chị ha. Nên là giống với những nhịp này nè đấy, có thị trường cái thị trường mà chúng ta biến động lỏng á, thì nó phải dũ xuống một nhịp, thì sau đó chít là nó mới có được một cái phiên gọi là phiên đỡ cung đi lên anh chị ha. Thì sau đó phải sao gì, sau đó nó cũng sẽ tích lũy trở lại đấy. Nên là giai đoạn này anh chị mình cũng không quá là vội vàng, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mà nó thùng đáy anh chị mình cảm thấy rẻ thì nó vẫn tiếp tục nó rẻ thêm anh chị ha. Đấy, nên là những cái nhóm ngành mà nó bị phọt sale, giống như là đặc biệt đối với những cái trạng thái của nhóm ngành bất động sản đó, có con Novaland, có con Phát Đạt đó, thì những cái việc này là nó cái việc mà đối với doanh nghiệp người ta vay, người ta thế chấp cổ phiếu đấy. Nên là khi mà nó chạm đến một cái mức độ gọi là cái tỷ lệ đảm bảo rồi, thì bắt đầu các công ty chứng khoán gọi là các công ty chứng khoán người ta sẽ bán giải chấp ra để mà người ta thu những cái khoản tiền về. Nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu anh chị mình để là con Novaland nè, đấy con Novaland này, nó sàn hai gọi là nó bịt cung, nó sàn 3 phiên nhưng mà nó bịt cung là 2 phiên gần đây. Hay là con Phát Đạt Real này. Đấy, Phát Đạt Real này, nó cũng sàn bịt cung 2 phiên đây. Nhưng mà các bạn chắc nếu mà anh chị mình để ý qua cái đặc tính của cổ phiếu á, đây là những cái mã cổ phiếu thuộc dạng bao cung. Cổ phiếu bao cung là như thế nào? Là cổ phiếu là nó thuộc dạng gọi là nó chỉ nằm trong có cái khối lượng trôi nổi bên ngoài nó rất là ít, mà đa phần nó nằm trong những cái doanh nghiệp. Đấy, những cái doanh nghiệp người ta nắm giữ là nhiều. Đó, nên là cái việc mà quay đây thanh khoản này anh chị mình để cổ phiếu bao cung á, nó có một đặc tính á, là cái biến động của cổ phiếu nó rất là lỏng lẻo, và đặc biệt là những cái thanh khoản cổ phiếu á, nó đi ngang 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 với nhau, giống như là tay trái bán ra tay phải bán ra tay trái để mà nó quay cái lượng thanh khoản cho cổ phiếu. Hay là con Novaland cũng thế, đây là những cái mà cổ phiếu đặc tính là cổ phiếu bao cung đấy. Nên là cái việc một khi mà các công ty chứng khoán người ta bán giờ chấp đối với thời điểm hiện tại á, thì nó không có được những cái lực cầu vào, không có được những cái lực cầu đỡ, và đặc biệt có một vài cái công ty chứng khoán thì em biết là cũng sẽ ngừng cung cấp margin đối với hai cái mã cổ phiếu này. Nó làm cho nó thiếu đi những cái lực cầu rất là trầm trọng. Nên là các công ty chứng khoán người ta bán giải chấp, nhưng mà các một số công ty chứng khoán người ta không cung cấp margin, có nghĩa là không ngừng cung cấp margin, có nghĩa là không tạo ra được một cái lực cầu để mà nó đối ứng. Đó, nên là cổ phiếu nó bịch sàn hai phiên gần đây. Thậm chí là nếu mà anh chị mình gọi là các công ty chứng khoán nào mà cho vay á, thì đa phần là nếu mà bịch cung tiếp tục là thậm chí là lỗ đấy anh chị ha. Nó giống với cái đợt mà thời Covid á, là rất nhiều công ty gọi là công ty chứng khoán người ta bán giải chấp nhưng mà bán không được đó, tại vì cứ mở mất ra là nó sàn, cứ giảm xuống là nó sàn, mở ra ngày sau là cổ phiếu sàn sàn liên tục 3-4 cây liền, thì lúc đó mới có những cái lực cầu để mà nó đỡ cung được, để mà nó bán được đấy. Anh bán được sao chị, đáng lý là cái điểm kích là điểm ngay này này, cái điểm kích là điểm ngay này này, nhưng mà sao anh chị, mở mắt ra là cổ phiếu sàn, cổ phiếu bịt cung, làm cho các công ty chứng khoán người ta cũng không bán được. Nó là những cái việc mà công ty chứng khoán giai đoạn này lỗ rất là nhiều, tại vì cái bản chất là cho vay margin nhưng mà không giải chấp được, đến một lúc giải chấp được thì ở những cái vùng giá rất thấp rồi đấy. Nên là đấy là những cái khoản lỗ của các công ty chứng khoán khi mà cái bối cảnh gọi là khi mà các cổ phiếu nó có những cái sự phản ứng mạnh anh chị ha, cổ phiếu thuộc dạng bịt cung đấy. Thì đối với cái cách của vận động của thị trường ngày hôm nay thì nhìn chung là nó đang ở quanh những cái ngưỡng đáy cũ, nhưng mà cái volume lớn như thế này là cái volume mà nó chưa thể lên ngay được anh chị ha. Nên là anh chị mình hầu như anh chị mình xem qua cổ phiếu mà có volume lớn á, thì cổ phiếu nó sẽ chưa lên, gọi là cách đối với một cái nhịp test mà volume lớn là gọi là thường nó sẽ không lên ngay, mà nếu nó có lên ngay thì nó cũng sẽ có những cái trạng thái gọi là nó tích lũy lại
Nên là đối với cái thời điểm này, đối với các trạng thái mua mới, nó thực sự là nó rất là thu hẹp. Và chỉ mình phải quan trọng nhất là cái xu hướng về mặt thị trường. Thì cái thị trường chung của chúng ta nó phải có xu hướng, thị trường chung của chúng ta nó phải có được những cái dòng tiền nó phải quay trở lại. Chứ còn bản chất mà thị trường chung của chúng ta cứ liên tục, nó cứ sàn 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 liên tục như thế này, các nhóm ngành giống như là nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành thép, hay là những cái nhóm ngành mà nó thuộc dạng nó neo giá, nó đang trong một cái biên rơi, giống như là nhóm nhóm bán lẻ, nhóm đạm đấy, thì là những cái nhóm ngành mà nó gây tiêu cực lên cho chỉ số của chúng ta. Tại vì cái bản chất là những cái nhóm ngành này nó phải bớt cái tiêu cực đi, chứ còn bản chất mà nó cứ gọi là nó cứ tạo ra áp lực cho chỉ số của chúng ta thì rất là ít những cái mã cổ phiếu nó có thiên hướng đi ngược được, ngoại trừ mà những cái mã cổ phiếu giống như là công Vinamilk là nó đã hình thành nên được những cái xu hướng trước đó anh chị ha. Cổ phiếu này, thị trường chung của chúng ta này, test hai đáy cổ phiếu nó vẫn có những được những cái gọi là nó duy trì được một cái vùng trend, và cái vùng này nó test lại sau khi quá trình nó test lại vùng giá 78 này thì đang có được một cái xu hướng cổ phiếu, đây là những cái xu hướng gọi là hình thành trend đấy, nên là cái khả năng nó sẽ trước mắt nó sẽ về lại giá 84 đến giá 88, nó cân bằng trở lại quanh cái ngưỡng này thì nó sẽ tạo ra những cái nhịp đánh mới của cổ phiếu anh chị ha. Nên là nhìn chung là đây là một cái điểm sáng gọi là lê lói hiện tại của thị trường, khi mà cái yếu tố bứt thoát, cái yếu tố tạo trend cổ phiếu nó đi ngược dòng anh chị ha, ngược dòng. Tại vì các bạn chắc sao, nó thuộc những cái nhóm ngành thuộc dạng thiết yếu, và trong một cái chu kỳ trước là những cái chu kỳ mà cổ phiếu nó đi trong một cái giai đoạn gọi là downtrend, hầu như là nó không tăng trong một xuyên suốt trong một cái quá trình thị trường chung của chúng ta, đi từ cái vùng gọi là vùng 600, từ cái nền gọi là từ cái nền Covid lên vùng 1.500 mà cổ phiếu nó vẫn đang trong một nhịp giảm, chứng tỏ cho một cái vấn đề là cổ phiếu nó gọi là nó thuộc những cái yếu tố gọi là nó đi ngược cái xu hướng của thị trường chung của chúng ta. Nên là khi thị trường chung của chúng ta nó giảm này thì cổ phiếu bắt đầu nó tạo ra những cái tương ứng hai đáy để mà nó đi lên đấy, nên là đây là một là gọi là một trong số những cái viên ngọc sáng ít ỏi của thị trường của chúng ta, nó mang lại cái lợi nhuận cho anh chị mình, gọi là thứ nhất là nó giữ được tiền cho anh chị mình, cái thứ hai là nó mang lại được lợi nhuận cho anh chị mình trong cái giai đoạn này. Đấy, nếu mà anh chị mình mua ở những cái điểm break cổ phiếu này, mua giá thậm chí là mua giá 78, mua giá 80 thì hiện tại vẫn lãi đâu đó khoảng 2 đến 3%. Đấy, mua 78 thì nó tốt hơn, mua 78 thì khoảng đâu đó là 4-5%. Đấy là những cái mã phiếu nó giữ được tiền cho anh chị mình trong giai đoạn này của thị trường anh chị ha. Nên là trong nó là hầu như là trong những cái dịp trước em cũng có cập nhật với anh chị mình á. Một á, đối với những anh chị nào cầm tiền á, một là mình cầm tiền luôn, hai là anh chị mình gọi là mình tham gia, mình lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà nó không liên quan đến cái vấn đề trái phiếu là cái thứ nhất, cái thứ hai là đỡ được cung, cái thứ ba là cái yếu tố gọi là nó có những cái việc mà nó cũng thuộc những cái dạng hưởng lợi đó, hưởng lợi khi mà cái gọi là trong một cái giai đoạn mà thị trường chung của chúng ta nó đang có những cái bối cảnh vĩ mô không gọi là không mấy là ủng hộ và đa phần nó rất là bất ổn anh chị ha. Nên là cũng Vinamilk là cái con mà hầu như cái yếu tố cập nhật của anh chị mình đó, thì khả năng là trước mắt thì có những cái vùng target khoảng giá 84 đến giá 88, đó là quanh quanh cái ngưỡng này. Thì nhìn chung là cái biên độ của cổ phiếu, thứ nhất là anh chị mình cầm nắm những cái mã cổ phiếu như thế này nè, là anh chị mình cũng đã thành công hơn rất là nhiều những cái nhà đầu tư khác, những nhà đầu tư bắt đáy. Giống như là cái việc anh chị mình bắt đáy đi, bắt đáy nhóm ngành bất động sản đi, hay là bắt đáy cái nhóm ngành thép đi, thì hầu như là nó không đủ cái lượng T, nó không đủ cái lượng T để cho mình về. Tại vì các bạn chắc cái xu hướng cổ phiếu là những cái xu hướng yếu, nên là cái thanh khoản hiện tại của thị trường á là nó không đủ đáp ứng cho tất cả các nhóm ngành, nên là nó chỉ lựa chọn những cái cổ phiếu nào, những cái dòng cổ phiếu nào nó chọn lọc thôi. Còn bản chất là để mà cái dòng tiền nó quay trở lại thì nó phải trải qua được những cái áp lực, thứ nhất là áp lực giá chấp của cổ phiếu, cái thứ hai là nó phải xong những cái vấn đề về mặt thanh toán đáo những cái khoản trái phiếu tới hạn nữa. Đấy, thì về hình thành xong, gọi là giải quyết xong những cái yếu tố đó, thì cái câu chuyện tiếp theo là cái dòng tiền nó có quay trở lại đối với thị trường hay không. Đấy là một cái vấn đề khác nữa, anh chị ha. Đấy, nên là đối với cái giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu nào nó gọi là nó thuộc dạng rẻ thì nó cứ tiếp tục nó rẻ thêm và nó có những cái xu hướng gọi là nó phá đáy, đó là những cái mã cổ phiếu yếu, nên là cái thiên hướng cổ phiếu gọi là nó cứ trăng sàn liên tục như thế. Anh chị mình để ý này, những cái mã cổ phiếu nó cứ trăng sàn đó, có những cái phiên trần này, có phiên sàn sàn này, sau đó trần lại này, sàn 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 này đấy. Nên là cái việc mà anh chị mình để anh chị mình thấy cái việc mà cổ phiếu nó tăng trần á, như anh chị mình tăng trần một phiên này, trần hai phiên này, anh chị mình thấy nó trần á, nhưng mà bản chất là rất là ít nhà tư mình kiếm được, tại vì cái biên độ cổ phiếu này nó chỉ có một phiên, hai phiên, ba phiên thôi. Anh chị mình mua cái phiên này nè mới có lãi nè, anh chị mình mua ở phiên này mới có lãi nè, anh chị mình mua ở phiên này mới có lãi nè. Chứ còn bản chất anh chị mình mua những cái phiên phiên này không đâu có lãi đâu, cái phiên trần thứ hai này đâu có lãi đâu, hay là anh chị mình mua phiên trần này nè, anh chị mình thấy vào mua vào đâu có lãi đâu. Đấy, nên là cái biên độ nó cực kỳ hẹp, nên là cái yếu tố rủi ro nó cực kỳ cao, tại vì cái dòng tiền nó không chọn thì anh chị mình cũng không ngại gọi là không dạy gì để mà mình tham gia vào, hay là mình tham gia mình bắt vào đối với những cái mã cổ phiếu như thế này anh chị ha. Còn bản chất là những anh chị nào còn cầm nắm á, thì em mới khuyến nghị cho anh chị mình là mình chuyển sang một cái giai đoạn gọi là mình tích sản, gọi là mình để mà cái tâm lý mình nó ổn định hơn thôi.
Chứ còn bản chất mà anh chị mình cứ xem qua cái cổ phiếu á, mà một khi mà cái yếu tố tích sản á, thì anh chị mình phải có một cái tinh thần thép. Cái tinh thần có nghĩa là anh chị mình đừng có vào gọi là mình xem cái theo dõi diễn biến cổ phiếu từng ngày, tại vì anh chị mình chịu không nổi đâu, tại vì cái bản chất giai đoạn này vẫn đang trong một cái nhịp rơi chứ nó chưa tạo ra được những cái vùng cân bằng, nó là cứ trần sàn sàn đấy, liên tục và liên tục từ như thế. Anh chị mình theo dõi những cái nhịp gọi là nhịp trong ngày á, nó rất là tâm lý với anh chị mình, nó chưa kể nó ảnh hưởng, thứ nhất là ảnh hưởng tâm lý, cái thứ hai là ảnh hưởng đến những cái công việc chính của anh chị mình, cái thứ ba là ảnh hưởng đến những cái hoạt động gọi là hoạt động thường ngày của anh chị mình nữa. Đấy, nên là cái yếu tố những cái mã cổ phiếu em mới khuyến nghị cho anh chị mình là nếu mà đã cầm nắm, giống như là anh chị mình kẹp ở vùng giá 30, kẹp ở vùng giá 32 đi, tại vì cái giờ cái bản chất về vùng giá 10 á, thì nếu mà cái cổ phiếu nó xấu chắc này thì nó về lại những cái vùng nền trước đây cổ phiếu này khoảng đâu đó quanh quanh vùng giá 8 đi, thì nó còn còn hai giá nữa so với cái giá vốn của anh chị mình ở vùng giá 30 đi, thì nó chỉ khoảng đâu đó nó dao động khoảng 6 đến 7% nữa thôi so với cái giá vốn của anh chị mình thôi. Anh chị mình thấy từ giá 10 về vùng giá 8 á, nó khoảng 20% nữa, nhưng mà cái thực chất nếu mà 20 đến 30% nữa, nhưng mà cái thực chất nếu mà cái giá vốn của anh chị mình nó càng cao á, thì cái biên độ cổ phiếu nó chỉ còn đâu đó là khoảng 6 đến 7% thôi, nó không có nhiều nữa. Đấy, nên là mới là cái việc mà mình chấp nhận để mà mình cầm nắm qua một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tích sản, để mà nó trải qua những cái áp lực của thị trường, trải qua được những cái việc mà xong những cái vấn đề về mặt trái phiếu đi, xong những cái vấn đề về mặt trả chấp, xong những cái vấn đề về mặt thanh toán, thì lúc đó nó mới có được những cái vùng giá cân bằng, để lúc đó mình mới xem xét được qua những cái nhịp cơ cấu anh chị ha. Thì trong cái room, trong những cái diễn biến tiếp theo, thì trên cái room khách hàng của em cũng có dành ra một cái room gọi là cái room chuyên để mà mình cơ cấu cái tài khoản, chuyên để mà mình xử lý những cái hàng kẹp nó giống với những cái nhịp như thế này. Đấy, khi nào nó có được những cái gọi là cái điểm để nó cơ cấu thì em sẽ hướng dẫn cho chị mình, cập nhật với chị mình hỗ trợ xử lý. Đấy, cập nhật gọi là giống như là con HSM này, vùng giá 21 này, cập nhật để mà mình xử lý. Đấy, cổ phiếu nào lên kháng cự này, xử lý này, cổ phiếu nào đạt những cái vùng mua, anh chị mình mua cân. Đấy là những cái room, đó là những cái room mà chỉ gọi là chỉ tập trung vào những cái việc mà mình cơ cấu kẹp hàng thôi anh chị ha. Giống như là con HSM này, hôm trước gọi là có những cái việc mà cập nhật cơ cấu xong này, cổ phiếu nó gọi là cổ phiếu nó vẫn kéo thêm một cái nhịp nữa, nhưng mà cái bản chất nếu mà anh chị mình xem qua cái kênh YouTube của em á, thì những cái nhịp kéo lên tiếp theo là em cũng có khuyến nghị cho anh chị mình gọi là chỉ nên bán thôi, không nên mua đối với những cái bản phiếu như thế này, tại vì cái bản chất thứ nhất là nó biến động lắm, cái thứ hai là cổ phiếu nó về kháng cự và hiện tại cái thị trường của chúng ta nó chưa có xu hướng, cái thứ ba là cổ phiếu này cái thanh khoản ở những cái vùng gọi là cái vùng kháng cự, mà đặc biệt là cổ phiếu MGAP nó làm cho cái quá trình gọi là cái quá trình đeo bám nó rất là cao. Anh chị mình để ý quá, hình dung rất là nhiều những cái ví dụ trước đó rồi đấy, tại vì cái bản chất mình, tại vì sao mình phải phân tích qua những cái yếu tố lịch sử, tại vì cái bản chất á, là cái yếu tố lịch sử là cái yếu tố mà nó luôn luôn lặp lại đối với thị trường, tại vì cái thói quen giao dịch của anh chị mình là không thay đổi đấy anh chị ha. Nên là nó về lại những cái vùng kháng cự này, đây là những cái vùng kháng cự cổ phiếu này, nó không khác gì cả đấy, lên gặp kháng cự này, volume lớn này, sự đeo bám rất là nhiều, nên là nó phải chít, nó phải dỗ một nhịp rất là mạnh đấy, đây cũng thế này, kháng cự này nó neo neo lại thế này, anh chị mình thấy mạnh nhưng mà bản chất nó không có mạnh đâu, tại vì nó bản chất như thế là những cái mã cổ phiếu gọi là nó thuộc dạng cái sự đeo bám lớn đấy, bắt đầu người ta tham gia vào thì nó dụ một nhịp rất là mạnh đâu có như thế đấy, thì lúc đó những cái điểm đó mới là những cái điểm để cho anh chị mình cơ cấu, thì khi nào nó có đạt được những tín hiệu thì em sẽ cập nhật trong room anh chị ha. Nên là anh chị nào mà mình muốn đăng ký á, thì anh chị mình có thể mình gọi là mình liên hệ với em qua số điện thoại 0339079886 anh chị ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích tiếp về một vài cái mã cổ phiếu tiếp. Đấy là cái nhóm ngành đầu tiên là cái nhóm ngành bất động sản, là cái nhóm ngành mà nó gây một cái tiêu cực rất là lớn. Cái nhóm ngành thứ hai là những cái nhóm ngành hết chu kỳ. Đó giống như là nhóm ngành thép, hay là những cái nhóm ngành mà những cái nhóm ngành giống như là bán lẻ này, anh chị mình thấy khỏe khỏe nhỉ. Đấy, khi một khi nó trước biên là trước biên rất là mạnh. Đấy, cổ phiếu anh chị mình để này, những cái phiên tăng á, tăng không bao nhiêu cả, nhưng mà phiên giảm này lực bán rất là lớn. Những cái mã cổ phiếu này đấy, thì ngày mai nó thủng giá 50 là không biết nó đi về đâu đâu. Nên là những cái mã cổ phiếu này tuyệt đối không nên bắt. Anh chị lưu ý ha, có rẻ cái rẻ cách mấy cũng không bắt. Đấy, tại vì sao trong xuyên suốt trong những giai đoạn này em không bao giờ em bắt nhóm ngành bất động sản, em không bao giờ em bắt nhóm ngành gọi là nhóm ngành thép, tại vì là cái lý do như thế, tại vì cái dòng tiền hiện tại là cái dòng tiền nó không đủ đáp ứng được cho toàn bộ thị trường, nó chỉ chọn lọc một vài cái mã cổ phiếu thôi, giống như là những cái mã cổ phiếu mà thuộc dạng giống như là BID này, nó vẫn còn neo neo lại được, nó vẫn còn đâu đó là nó còn giữ tiền lại được cho anh chị mình, nhưng mà cái bản chất những cái phiên này như thế này em sẽ không mua, tại vì sao, tại vì nó cái biến động cổ phiếu nó rất là lỏng, nó giống với những nhịp này này, thì có thể nó sẽ còn một nhịp dụ nữa thì lúc đó nó sẽ rất là rủi ro, tại vì cái bản chất cái xu hướng hiện tại của thị trường nó là cũng là một cái xu hướng nó không có tốt.
và xu hướng hiện tại là nó chưa hình thành nên một cái xu hướng, nó chưa có những cái điểm cân bằng, chưa có những cái điểm hấp thụ, nên là nhìn chung là cái điểm mua đối với hiện tại thì mình cũng phải tôn trọng đối với thị trường của chúng ta. Thì em không có một cái tư duy gọi là tư duy tích sản đấy, nên là khi nào cái thời điểm hiện tại của thị trường nó gọi là nó có được một cái xu hướng, nó có được những dòng tiền thì lúc đó mình mới lựa chọn những cái thời cơ để mình tham gia trở lại anh chị ha. Còn những cái mã cổ phiếu mình ưu tiên thì mình vẫn là ưu tiên những cái mã cổ phiếu như thế này đấy. Nếu mà anh chị mình mua FOMO cái phiên này nè, thì hôm nay cũng đâu đó là khoảng đâu đó mình mua đúng điểm đi, cái đúng điểm cái phiên rắc đi lên như thế này nè, thì bây giờ anh chị mình cũng có đâu đâu quanh cái vùng giá vốn là lãi đâu đó là không quá 3% đấy, từ giá 34 về giá 33.33 là còn 1 đến 2% thôi đó, không có nhiều đâu anh chị. Nhưng mà anh chị mình sao, anh chị mình thấy nè, cùng cái thời điểm đó anh chị mình mua những mình bắt những cái mã cổ phiếu anh chị mình xem như rẻ đi, hôm nay nó sàn nó bịt cung tiếp tục nè, hôm nay nó bịt cung nè đấy, bịt cung như thế này làm sao mình bán được đấy. Mình bắt những cái phiên này, bắt phiên nào cũng lỗ cả đấy, không có phiên nào lãi đâu anh chị mình bắt đây, anh chị mình đấy này, anh chị mình bắt phiên này chưa chắc đây này, bắt phiên này này cũng lỗ nè, bắt phiên này về cũng lỗ nè, hàng về lỗ nè, bắt cái phiên này đấy bùng nổ lên bắt nè, hàng về lỗ nè đấy, nên là một khi cổ phiếu nó đã hết xu hướng rồi anh chị mình càng bắt nó càng lỗ. Đó là cái tư duy gọi là tư duy mua giá thấp, nên là tư duy mua giá thấp chỉ khi nào, chỉ khi mà cổ phiếu nó đang hình thành trong một cái pha tích lũy đấy, nó phải đạt được những cái điểm tích lũy trở lại thì lúc đó mình mới gọi là mình kẹp hàng, mình mới mua cân, mình mới xử lý. Thì khi nào nó xuất hiện những yếu tố đó thì em sẽ tiếp tục em cập nhật trong cái rung cơ cấu của mình anh chị ha. Còn những cái mã cổ phiếu như thế này nè, hầu như là không ưu tiên, nó càng yếu hay là những cái mã cổ phiếu giống như là hoa sen này, mình thấy hai cái phiên tăng trần này cái yếu tố gọi là rất là nhiều nhà đầu tư gọi là cũng là những cái gọi là mình sẽ là rất nhiều nhà đầu tư mình cũng sẽ hưng phấn đấy, mình cũng sẽ gọi là mình thấy cổ phiếu này nó tăng từ giá 11 mà lên giá đâu đó là khoảng 13, là có nghĩa là trong khoảng 2 phiên thôi nó tăng đâu đó khoảng 14% hai cái cây trần, thì cái tâm lý của nhà tư mình cũng xấu sụp đó. Nhưng mà sao anh chị, nhưng mà đối với cái bản chất cổ phiếu á, tại vì đối với cái bản chất cổ phiếu á, khi ở những vùng giá trên này nè anh chị mình để nè, nó cái phiên này tăng trần, cái phiên này tăng trần đi, nó chỉ đâu đó khoảng 0.8 like là nó tăng 7%. Còn cái vùng trên này nè, 0.8 là nó chỉ tăng đâu đó khoảng 2,2% thôi. Đấy, 2,2 đến 2,3% thôi. Đấy, nên là cái biên độ hiện tại của thị trường, các cổ phiếu hiện tại thì giá của nó đang rất là thấp, nên là nó trăng sàn nó rất là dễ. Đấy, trăng sàn rất là dễ, nhưng mà không đồng nghĩa với việc mà anh chị mình tìm kiếm được một cái khoản lợi nhuận gọi là lợi nhuận an toàn. Đấy, anh chị mình tìm kiếm được những cái điểm mua an toàn trong những cái xu thế như thế. Anh chị ha, đây nè, trăng sàn liên tục nè, trăng sàn sàn, nhưng mà các bạn chắc có ai kiếm được tiền trong những cái giai đoạn này đâu. Đấy, mua cái phiên nào cũng lộ cả đấy, chỉ có những cái mà cái phiên mà mua cái phiên sàn ngày hôm nay này, ngày này này mới lại này, mua cái phiên sàn ngày này này bạc may ra anh chị mình bán kịp thì anh chị mình mới lại thôi đấy. Nên là cái biên độ hiện tại nó cực kỳ khó đối với những cái nhóm ngành như thế này, nên là mình phải lựa chọn ưu tiên là những cái mã cổ phiếu nó được ưu ái về mặt dòng tiền, nó được ưu ái về những cái trend của cổ phiếu, lúc đó thì nó mới có được những cái dư địa tăng anh chị ha, dư địa tăng mà đặc biệt là nó phải an toàn. Tại vì cái thời điểm hiện tại không phải là cái thời điểm chú trọng cho cái việc kiếm tiền, thời điểm hiện tại là thời điểm mà chú trọng cho cái việc mà giữ tiền và những cái nhịp an toàn của chị mình. Tại vì sau một cái xu hướng giảm thì nhà đầu tư nào mình còn giữ lại được những cái lượng tiền lớn nhất thì trong một cái giai đoạn sau anh chị mình sẽ mua được với một cái khối lượng cổ phiếu lớn nhất, gọi là cái cơ hội của anh chị mình sẽ mở ra nó nhiều nhất anh chị ha. Đấy là cái việc mà cái mức độ tư duy của anh chị mình. Rồi tiếp theo mà mình phân tích qua một vài cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh đi, mình xem qua con CTG này. CTG hôm trước nè em cũng có cập nhật với anh chị mình á, nó rút chân như thế này nè, bạn chắc rút chân lên hôi lên tiếp tục em vẫn sẽ bán chứ không mua. Tại vì sao? Tại vì cái phiên này nó ảnh hưởng về mặt cơ cấu, thì hôm nay nó bắt đầu nó trẻ điểm này, hồi phục mà thanh còn lớn thì không thể nào nó lên ngay được anh chị mình đấy nè. Những cái pha hồi phục cổ phiếu á, hồi phục mà thanh còn lớn á, nó không thể nào nó lên ngay được, mà nó phải có những thương hướng gọi là nó test lại. Chưa kể cái phiên này nó vẫn là những cái phiên nó chịu tác động bởi mặt gọi là cơ cấu quỹ, nó kéo về mặt cuối phiên, nên là hôm nay nó bắt đầu nó trả điểm này, thì những cái mã phiếu này nó giữ được những nhịp quanh cái ngưỡng đâu đó khoảng giá 23.5 đến giá 24, nó cân bằng, nó cạn kiệt dần cái lực cung đi, thì lúc đó em sẽ lựa chọn tham gia anh chị ha. Nó giống với những nhịp này nè, đấy hiện tại nó đi rất là giống, có thể nó kéo gọi là nó kéo tăng nhưng mà nó vẫn đi trong một cái vùng nền biên như thế này, mà nó giữ được vùng biên như thế này cạn cung trở lại thì anh chị mình sẽ đánh ăn một cái nhịp phía sau, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh chị mình bắt đáy. Đấy, bắt đáy thậm chí là hầu như là trên cái thị trường của chúng ta hay là cái việc mà mình bắt đáy nó thuộc dạng gọi là nó không có phương pháp nào gọi là cái phương pháp bắt đáy cả, và cũng không có nhà đầu tư nào gọi là mình kiếm được tiền một cách bền vững bằng cái phương pháp gọi là phương pháp bắt đáy.
trừ những nhà tư gọi là mình tích sản thôi, thì tích sản nó phải có những cái gọi là cái tinh thần rất là thép, mà đa phần trong giai đoạn này anh chị nào tích sản cũng chịu không nổi nhiệt đâu, tại vì cái bản chất đó, cổ phiếu nó cứ cứ mở mắt ra là nó sàn. Một ngày anh chị mình theo dõi nó sàn đi, nó sàn 7%, một ngày 2 ngày 14%, 3 ngày 21%, anh chị mình phải gọi là chỉ có những cái tinh thần thép thôi đối với cái việc mà anh chị mình tích sản thôi. Còn đối với cái bản chất bản thân em á, hay là cái bản thân để mà mình tư tư vấn trong cái room khách hàng của mình á, là tư duy không phải là tư duy tích sản, mà cái tư duy của mình là cái tư duy là khi nào có dòng tiền, các cổ phiếu nó có dòng tiền, thị trường nó có trend, các cổ phiếu nó duy được một cái đà tăng, có dòng tiền quay trở lại thì lúc đó mình mới tham gia anh chị ha. Tại vì đầu tư như thế thì nó sẽ có một cái lợi điểm á, là anh chị mình sẽ không ưa thích doanh nghiệp mà anh chị mình cũng không kẹp hàng, quá là gọi là mình để một cái gọi là cái cổ phiếu nó trượt biển lâu, tại vì cái bản chất khi mà vi phạm mình đã xử lý anh chị ha. Còn bản chất tích sản á thì chị mình phân tích gọi là mình yêu một cái doanh nghiệp á, thì gọi là cái khi mà doanh nghiệp nó giảm á thì chị mình cứ tin tưởng như thế, thì cổ phiếu nó gọi là nó cứ giảm ra một cái bi như thế này anh chị mình sẽ chịu như không nổi anh chị ha. Thì đấy là một cái ưu nhược điểm của hai cái phương pháp mà anh chị mình nên gọi là mình nên lựa chọn để mà mình gọi là mình cảm thấy mình phù hợp với cái phương pháp nào để mà mình đầu tư, để mà mình chuẩn bị gọi là cái tâm lý, tại vì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái từng từng cái tinh thần của anh chị mình nữa anh chị ha. Đấy nên là đối với những cái mã cổ phiếu nhìn chung là nó vẫn giữ nhịp được, nhưng mua những cái mã cổ phiếu như thế này này, đấy là nhìn chung là nó an toàn cho anh chị mình. Thậm chí là nếu mà anh chị mình gọi là cái phiên ngày hôm nay đi, giữ đến cái phiên ngày hôm nay đi, cái bản chất nó giảm gọi là cũng giảm ít hơn so với thị trường, nó thuộc những cái mà cổ phiếu nó giảm ít hơn so với thị trường của chúng ta, ít hơn so với dòng thép, ít hơn so với dòng bất động sản đó, hay là những cái bản chất của nhóm ngành khu nghiệp đấy. Nói khu nghiệp là những cái dòng mà hôm trước nó tăng rất là mạnh, giống như con VCG này, hôm trước nó tăng tăng trần này, bắt đầu nhà từ FOMO vào nên nó thêm hai phiên sàn này. Đấy, những cái mã cổ phiếu hồi phục sau là những cái mã cổ phiếu yếu, chứ không phải là những cái mã cổ phiếu mà thuộc dạng cái dòng tiền vào đâu. Nó là anh chị mình phải cần lưu ý về cái vấn đề đó anh chị ha. Đấy thì cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành banh này, những cái mã cổ phiếu khác MBB xem MBB này, hôm nay trả điểm này, hôm trước kéo LC hôm nay trả điểm này, thì nó phần gọi là nó về là những cái vùng kháng cự cổ phiếu thì có những sự phản ứng, nhưng mà hôm nay với một cái volume lơ thấp á, thì mình kỳ vọng cho cổ phiếu nó bắt đầu nó tạo ra những cái biên cân bằng trở lại, thì mình sẽ đánh được cái nhịp gọi là mình sẽ lưu ý cho những nhịp tiếp theo. Thì đánh giá cái nhóm ngành tiếp theo á, những cái nhóm ngành tiếp theo á, thì những cái nhóm ngành mà nó không chịu ảnh hưởng đối với những cái vấn đề trái phiếu á, thì trong đó hiện tại thì đấy cái nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm ngành đầu tiên nè, hay là cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành dầu khí nó còn không chịu ảnh hưởng đó, thì hiện tại nó vẫn đang duy trì một cái tín hiệu ba đáy đấy, ba đáy chờ những điểm xác nhận, hay là một vài cái mã cổ phiếu trụ có Vinamilk đấy, hay là có BVH cũng thế. BVH em vẫn đánh giá là một cái mã cổ phiếu nó vẫn duy trì được một nhịp, nhưng mà cái hiện tại cổ phiếu á nó bị áp lực chung theo cái vấn đề về mặt thị trường, nên là nó chưa có được một cái dòng tiền để mà nó vào, nó có những cái tín hiệu của là nó xác nhận nó bề trend, nên là chị mình có thể mình chờ đợi một cái tín hiệu dòng tiền vào như thế này này đấy. Hay là con Vinamilk này đấy, cũng cập nhật với chị mình hầu như là đều lãi, thậm chí anh chị mình nắm đến cái phiên này kể từ lúc mà thị trường chung của chúng ta giảm từ phiên ngày tháng từ cái tháng tư này à, từ ngày 1 tháng 4 này thị trường bắt đầu đảo trend, thế là trường bắt đầu tạo ra những cái nhịp rơi. Nhưng mà bằng cái bản chất của Vinamilk á, thì hiện tại nó vượt đỉnh khỏi cái vùng đỉnh tháng 4 rồi, rất là ít những cái mã cổ phiếu nó có thiên hướng vượt đỉnh tháng tháng 4 anh chị lưu ý ha. Nó là chị mình gọi là chị mình thấy thấy cái tháng 4 nó đau trend á, nó là mình chọn lọc lại đi, mình xem lại coi thử là trong cái tháng 4 vừa rồi các cổ phiếu nó vượt đỉnh tháng 4 á, đếm trên đầu ngón tay hầu như là rất là ít những cái mã cổ phiếu nó vượt được. Nhưng mà con Vinamilk này là cái con mà cổ phiếu nó giữ được tiền, nó trong một cái xu hướng giảm này, thị trường thì nó vẫn hình thành nên được một cái trend, thì hôm nay tiếp tục nó bứt thoát, đây là một cái mã cổ phiếu nó khỏe, nó tiếp tục nó khỏe. Còn những cái mã cổ phiếu nó rẻ nó sẽ tiếp tục nó rẻ đấy, nên là cái việc có thể là nó những cái mã cổ phiếu mà nó rẻ nó có thể nó sẽ tạo ra những cái biên trần ngày mai, trần ngày mốt, nhưng mà cái bản chất anh chị mình sẽ rất là khó để mà anh chị mình tìm kiếm được những cái lợi nhuận anh chị ha. Tại vì sao? Tại vì cái biến động cổ phiếu nó rất là lỏng. Cái thứ hai là anh chị mình mua vào á, khi mà mình tham gia á, mình phải chọn được một cái thời điểm nó cực kỳ chuẩn xác, nó cực kỳ chuẩn xác, chứ còn bản chất anh chị mình mua nè, giống như con đất xanh đi, mình ví dụ về con đất xanh đi, anh chị mình mua nè, cái phiên này anh chị mình có lại này, nhưng mà bản chất anh chị mình khi mà nó có những cái hiệu gọi là cổ phiếu nó tăng 3,7% này này, anh chị mình mua hầu như là không có lại anh chị ha, hầu như là giảm tiếp tục giảm sàn, gọi là giảm dư sàn như thế này, ngày mai nó còn sẽ tiếp tục là áp lực, mà bắt đầu những cái mã cổ phiếu này nó có những cái thiên hướng gọi là nó phá đáy, mà các cổ phiếu nào phá đáy là những cái mã cổ phiếu yếu trong giai đoạn này. Tại vì cái dòng tiền nó không chọn để mà nó đỡ, nó chơi chọn những cái mã cổ phiếu mà nó đánh giá được là những cái dòng gọi là cái thuộc những cái nhóm ngành an toàn, những cái doanh nghiệp sạch, giống như là những cái đặc biệt là những cái banh quốc doanh này, hay là những cái mã cổ phiếu giống như là Vinamilk đấy, đấy là những cái mã cổ phiếu mà nó thuộc những cái nhóm ngành an toàn trong những cái giai đoạn này của thị trường ha. Rồi tiếp theo qua một vài cái mã cổ phiếu khác,
của những cái nhóm ngành, anh chị mình để những cái nhóm ngành hết chu kỳ này, nó cùng đi quân này, bắt đầu nó thung khỏi những cái ngưỡng này thì nó trước biên rất là nhanh anh chị ha. Anh chị mình để qua những cái nhóm ngành thủy sản đó, khi mà nó thung á, khi mà nó thung này nó sẽ trước biên rất là nhanh, hầu như là không cho cơ hội để cho anh chị mình gọi là mình xử lý nữa anh chị ha. Khi mà nó thung rồi á, đây là những điểm xử lý cuối cùng á, cái còn bản chất mà khi mà trước biên tiếp tục thì hầu như là không cho anh chị mình những cái điểm xử lý nữa đâu anh chị ha. Nên là để mà tránh những cái giai đoạn này thì một khi cổ phiếu nó có những tín hiệu mở biên, nó xác nhận cho những volume lớn thì mình phải bắt đầu mình phải xử lý thôi anh chị ha. Hay là kể cả những cái con giống là con FRT đi, FRT này đấy, cái điểm này là cái điểm xử lý này, không có cập nhật này, cái điểm này là bắt buộc gì mình phải xử lý thôi khi mà nó chạm những cái ngưỡng trend đấy. Còn khi nào khi một khi mà cổ phiếu nếu mà cái trường hợp mà nó thông qua những điểm hỗ trợ này, cổ phiếu không biết đi về đâu rồi, nên là những cái mã cổ phiếu này có cho dù có rẻ, cho dù có sang ngày mai em cũng sẽ không có bắt đấy, không có từ những cái tư duy bắt đối với những cái mã cổ phiếu như thế này ha. Hay là còn những cái con giống như là con dòng đạm này đấy, hồi phục lên chỉ để bán thôi. Volume lớn như thế này có việc mà cái việc mà nó hồi phục nó sẽ cực kỳ nhập nhằng anh chị ha. Volume lớn này cổ phiếu rất là khó nó lên ngay, tại vì cái bản chất á, đối để mà nó tăng lên ngay á, nó phải tạo ra những cái tín hiệu gọi là kiệt dần cái volume. Và nó giống với những nhịp này, tích lũy volume lớn không rất là khó để mà cổ phiếu nó tạo ra những cái nhịp sóng được, mà nó phải tạo ra những cái nhịp gọi là tích lũy hoặc là rũ bỏ cạn cung, nó cạn dần những cái lượng cung hàng đeo bám thì lúc đó nó mới tạo ra những cái con sóng tiếp tục. Còn bản chất những cái mã phiếu này nè, đây là những cái mã cổ phiếu nếu mà anh chị mình để ý qua, đây là những nhịp tạo ra những điểm gọi là điểm giảm, gọi là xác nhận cho một cái nhịp giảm, nhịp downtrend của cổ phiếu. Đấy, những nhịp hồi phục lên này, hồi test lại, đây là những điểm xử lý này. Còn cái việc mà cổ phiếu nếu mà cái trường hợp mà nó xấu nó trước biên tiếp tục không biết nó đi về đâu đâu, nên là những cái mã cổ phiếu mà nó đã qua một cái thời đỉnh cao của nó rồi, qua những cái chu kỳ hưởng lợi rồi, thì mình phải chờ đợi những cái tín hiệu nó tích lũy một thời gian, tích lũy rất là lâu, những cái mã cổ phiếu này nó đi lên từ cái năm nào thì nó về lại những cái năm đó mà nó tích lũy lại đúng với bằng những cái khoảng thời gian đó. Anh chị lưu ý ha, anh chị mình để này, con hoa sen này nó tạo ra nó có một cái chu kỳ tăng giai đoạn trước. Đó, chu kỳ của tăng của giai đoạn trước này, nó tích lũy từ năm 2013 đến năm 2016 là 3 năm nó mới đánh được một cái nhịp. Thì sau đó nó tích lũy này, từ năm 2018 này đến năm 2020 cũng 2 năm nó mới đánh được một cái nhịp nữa. Đấy, còn mà cái thời này là nó có một cái gọi là cái giai đoạn Covid ấy, để mà nó khuếch đại một cái quá trình gọi là quá trình chuyển chuyển giao của cổ phiếu nó nhanh hơn. Chứ còn bản chất nếu mà em đánh giá, nếu mà cái trường hợp mà năm 2020 mà nó không có Covid ấy, thì thị trường chung của chúng ta nó sẽ tiếp tục sideways khoảng đâu đó một năm nữa anh chị ha. Đấy, nên là khi mà Covid nó xuất hiện nó làm cho cái quá trình gọi là cái quá trình hưởng lợi này, quá trình tiền rẻ này, những cái quá trình gọi là cái việc mà nhà nước bơm tiền này, nó những chính sách nó mới ủng hộ cho những cái mã cổ phiếu này hưởng lợi nó bật tăng anh chị ha. Đấy, vô hình chung đó, nên là cái việc mà cổ phiếu nó tích lũy nó sẽ tích lũy một cái khoảng thời gian rất là lâu. Đấy, nên là em sẽ không lựa chọn, thì mình sẽ lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào nó được đỡ cung, gọi là nó được giữ gìn được được một cái vùng trend nó tốt hơn để mà mình đầu tư. Không mình dạo gì không dạo gì những cái mã cổ phiếu nó đang trượt biên như thế này, nó chưa tạo ra những cái biên độ tích lũy mà mình tham gia vào nó sẽ cực kỳ rủi ro anh chị ha. Hay là những cái con giống như con ri này, con phiếu hết chu kỳ này, phiên này phiên bắt buộc gì mình phải xử lý, có giá thấp cỡ nào mình phải xử lý. Còn bản chất nhịp nhịp theo sau á, nó hồi phục lên cũng là những cái điểm để cho anh chị mình xử lý thôi anh chị ha, chứ không phải là những cái điểm mình nắm bắt những cái mã cổ phiếu này nó cực kỳ áp lực. Nó cực kỳ áp lực, nó chưa biết hồi phục lên đến đâu, nó chưa biết được hồi phục lên như thế nào. Nhưng mà một khi mà cổ phiếu nó giảm điểm tiếp tục một phiên nữa, những cái phiên những cái nhịp nữa là những cái nhịp nó sẽ trượt biên rất là nhanh anh chị ha. Rồi tiếp tục qua những cái mã cổ phiếu khác của nhóm ngành chứng khoán nè, HCM này, điểm này điểm xử lý này, volume như thế này chưa lên ngay được, nên là anh chị mình có bắt cũng không bắt anh chị ha. Khả năng ngày mai nếu mà nó lấp cái gap á, thì nhìn chung là khả năng ngày mai nó sẽ lấp cái gap này, hy vọng cho thị trường của chúng ta nó ổn một tí thì nó sẽ có những cái tín hiệu nó cân bằng trở lại, nhưng mà phải chờ đợi những cái nhịp cạn cung. Chứ còn bản chất cái cung hàng nó lớn như thế này này, nó rất là khó để mà lên ngay được anh chị ha. Là cũng VCI cũng thế, nên là cái cơ hội của thị trường hiện tại em chưa nhìn thấy được nhiều đâu. Là cùng VND này đang thủng đáy này, bắt đầu thủng đáy này, thì những cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu nó bắt đầu nó có một cái mã cổ phiếu nó phát tín hiệu thủng đáy rồi đó, thì cái dòng của nó sẽ rất là tiêu cực anh chị ha. Nên là anh chị mình để qua những cái dòng bất động sản đi, con DG này nhịp trước là thùng đáy này, nó kéo theo tất cả các mã cổ phiếu khác trong những cái dòng bắt đầu là thùng đáy này. Hay là con những cái mã cổ phiếu giống như là 55 nó còn thùng đấy, thùng đáy tiếp tục này, thì những cái mã cổ phiếu thùng đáy là những cái mã cổ phiếu yếu anh chị lưu ý ha. Có người gọi là mình bắt một cái sàn nó tăng thêm cho anh chị mình một đến hai cái sàn nữa, mà hầu như là cái phương pháp mà bắt sàn là cái phương pháp mà hầu như là không có tồn tại trên cái thị trường của chúng ta anh chị ha. Chứ gọi là nó thuộc dạng gọi là thuộc dạng may mắn thôi, còn bản chất mà mình phải chờ đợi những cái dòng tiền, tại vì cái bản chất cái thị trường của chúng ta là một cái thị trường hoạt động theo cái cung cầu đấy, nên là mình phải chờ đợi một cái dòng tiền tiếp tục anh chị ha. Hay là nhóm ngành gọi là nhóm ngành thép đi, cũng là những cái thứ nó thùng đáy, nó là nhìn chung hầu như nhìn qua cái thị trường của chúng ta cái cơ hội nó gọi là nó rất là thu hẹp. Nhìn qua một vài cái nhóm ngành dầu khí xem sao ha, gas nè,
Cách thì hôm nay nhìn chung nó tăng nè, nhìn chung nó vẫn giữ được một cái xu hướng thì mình kỳ vọng cho cổ phiếu này nó về lại còn đâu đó khoảng vùng giá 116 đến 120 anh chị ha. BSR, BSR 16.9. Nhìn chung là nó vẫn đang ở những nhịp ba đáy thì mình chờ đợi những cái phiên xác nhận đi lên anh chị ha, chờ đợi những điểm xác nhận thì chị mình có thể mình lưu ý tới những cái mã cổ phiếu như thế này ha. Hay là BVD xem sao. BVD này 4%, nhìn chung là BVD thì em sẽ không ưu tiên lựa chọn, tại vì khi mà nó có một cái xuất hiện những cái phiên như thế này nè, cái phiên này là cái phiên xác nhận một cái chiều giảm điểm của cổ phiếu, nên là có hồi đi lên em cũng chỉ canh là chị em bán thôi anh chị ha. Là cùng BVS chúng ta đấy, BVS này biến động lỏng này bắt đầu giữ nhịp được, thì nhìn chung là mình kỳ vọng cho những cái nhịp nó giữ được quanh cái vùng nền này để mà nhịp sau mình còn đánh lên được cái target cổ phiếu nó khoảng giá 24 đến giá 25 nếu mà nó có được một cái dòng tiền nó xác nhận anh chị ha. Nên là nhìn chung cái nhóm ngành dầu khí cũng là những cái nhóm ngành mà nó giữ nhịp được cho thị trường, còn bản chất những cái nhóm ngành tiêu cực như là trạng thái nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành thép, hay là những cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành gọi là khu công nghiệp KBC này, nó nhốt sàn cho anh chị mình sàn 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 liên tục như thế này. Đấy, rất là khó để cho anh chị mình đầu tư. Cái này cũng FCN này, nó tăng một phiên, nó giảm ba, nó giảm hai phiên, anh chị mình mua phiên này nó tăng thêm hai phiên sàn nữa. Đấy, nên là chưa chưa nếu mà anh chị mình FOMO, gọi là mình FOMO cái chưa kể mình FOMO ở những cái vùng giá cao nữa đi, thì hôm nay là giảm đâu đó khoảng mười mấy phần trăm rồi, 16-17% rồi, rất là rủi ro cho anh chị mình. Và những hầu như những cái nhịp hồi phục cổ phiếu á, nó hồi phục sẽ rất là ngắn, nó là rất là ít những nhà đầu tư nào bắt được những nhịp này. Đấy, rất là khó để mình bắt, mình phải chọn thời điểm gọi là thời điểm cực kỳ chuẩn xác kìa mình mới bắt được, mình mới ăn được. Nhưng mà những cái việc như thế này là những cái việc làm khó, nên là đối với những cái thị trường hiện tại là cái việc khó thì mình nên bỏ qua, mình chỉ ưu tiên những cái việc dễ thôi. Cái việc dễ là việc như thế nào, là cái việc mà mình phải chú ý cho những cái mã cổ phiếu. Thứ nhất là cái dòng tiền nó phải quay trở lại đối với thị trường, cái thứ hai là thị trường phải hình thành một cái trend nó trong một cái xu hướng tăng như thế này này, anh chị mình mua đi cái điểm nào mà nó cũng sẽ gọi là nó sẽ lại cả, nó sẽ cho anh chị mình một cái cơ hội cả anh chị ha. Còn với cái bản chất những cái nhịp hồi ngắn này, những cái vùng trend này anh chị mình không tham gia, còn anh chị mình cứ tham gia vào những cái nhịp gọi là hồi phục ngắn như thế này này. Đấy, ăn gì mới được một hai phiên thôi, ăn chỉ được 3-7% thôi, nhưng mà giảm nó chỉ bịch cũng cho hai phiên sàn như thế này, rất là khó để cho anh chị mình đầu tư ha. Đó nên là cái gọi là em cũng dành ra một những cái video cuối ngày để mà cùng ngồi và lại với anh chị mình. Nên là cái thị trường hiện tại là một thị trường nó vẫn còn lượng lượng hàng cung lớn, nên là nó sẽ chưa lên ngay được, nó phải cần có những khoảng thời gian anh chị ha. Nhưng mà với áp lực của những cái yếu tố cái phiên của những cái dòng hiện thời điểm hiện tại thì khả năng trong một trong những cái vài phiên sắp tới nó vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn những cái đà bán giá chấp nữa anh chị ha. Trừ khi nào, trừ khi những cái mã cổ phiếu anh chị mình để ý nè, những cái con mà con bịch sàn á bắt đầu nó thoát sàn đi, nhưng mà nó thoát sàn đi nó cũng sẽ chưa lên ngay được, nó phải tạo ra được những cái thanh khoản để mà nó hấp thụ, sau đó nó phải test tiếp tục nữa thì lúc đó nó mới gọi là những cái mã cổ phiếu gọi là nó mới đỡ cung lại được cho thị trường của chúng ta anh chị ha. Nói con Phát Đạt với còn là con Novaland á, thứ nhất nó ít là nó phải thoát cái đi những cái lượng sàn thì mặt may ra thì thị trường chung của chúng ta nó mới được cứu đó anh chị ha. Nó giống với những nhịp này này đấy, có thể nó sàn 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 nó thoát được một cái phiên sàn này thì mặt may thị trường chung của chúng ta đã tạo ra những cái xu hướng nó tích lũy, nhưng mình phải chờ đợi những cái nhịp tiền vào anh chị ha. Nên là cái việc mà nó gọi là nó đi ngang với một cái yếu tố thanh khoản lớn thì của thị trường của chúng ta nó sẽ khó lên ngay. Thì hiện tại thời điểm hiện tại của thị trường của chúng ta còn như thế anh chị ha, nên là nó sẽ khó lên ngay được. Còn đối với những anh chị nào đã kẹp hàng trong giai đoạn này rồi thì mình gọi là mình chuyển sang một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tích sản đi, để cho nó đỡ cái tâm lý của anh chị mình, nó bớt cái tiêu cực cho cái gọi là cái yếu tố tâm lý cho anh chị mình ha. Còn những anh chị nào gọi là mình cầm tiền, mình đã cầm cầm tiền có nghĩa là cầm được những cái cơ hội trong giai đoạn này rồi, thì mình hạn chế cái việc mà tư duy mình bắt những cái vùng giá rẻ anh chị ha. Tại vì cái việc mà cái tư duy tích sản hay là tư duy bắt giá rẻ thì nó sẽ chịu mình sẽ chịu được một cái tinh thần rất là thép ha. Nên là khi nào nó có được những xu hướng, khi nào nó có được những dòng tiền thì lúc đó mình sẽ lựa chọn những cái thời điểm để cho anh chị mình tham gia. Còn khi nào một cái mã cổ phiếu mà nó có được những cái vùng cân bằng mà nó không phù hợp với những cái điểm mua nhưng mà nó đạt được những tín hiệu cân bằng á, thì em sẽ cập nhật với anh chị mình trong cái room cơ cấu, thì chỉ ưu tiên cho những anh chị nào kẹp hàng gọi là để mà mình gọi là mình xử lý, mình tạo ra những cái điểm xử lý nó tốt nhất cho mình anh chị ha. Thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo ha. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong trường khách hàng mình nhận những khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc trong viên anh chị ha. Em cũng xin kết thúc video tại đây, em cũng xin kính chào anh chị mình.